Nhiệt liệt chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới về cho cô chú anh chị một con xe bản xanh đeo là 51F11399 với số tiền là 58 triệu đồng. Và bây giờ em sẽ review chiếc xe 58 triệu đồng này coi em nó có những gì ha. Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và thân yêu nhất tất cả cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn ha. Chạy thẳng vô luôn đi, cả cản rồi. Thẳng vô luôn đi. 58 triệu đồng thôi thì quý anh chị của chú sở hữu ngay một con xe Muso xăng dông sản xuất đời 1997. Đăng ký là 7 chỗ ngồi, số sàn máy dầu 2 cầu anh chị ha, đồng sơn xi nội thất, con xe này rất là sạch sẽ. Một sự lựa chọn cho anh chị nào đang đi làm rẫy hoặc là anh chị chở những cái đồ lặt vặt rất là ok nha chị nha. Chỉ có 58 triệu đồng là sở hữu ngay một con xe Muso xăng dông phiên bản 2 cầu số sàn máy dầu này. Nội thất con xe này thì không thể gì chê được nha chị nha. Nội thất rất đẹp, trần bọng 6D luôn anh chị thấy không? Nội thất là bao lồng lẫy, bao len keng, bao len spen luôn. Tapi tablo này chị thấy không? Thì theo năm tháng thì em nó cũng te tua tàn tạ, xấu xấu bẩn bẩn, cũ một vết nát nhưng vẫn còn sẽ được. Cái xe cũ chấp nhận phải có cái này cái kia. Chẳng hạn như một hai chỗ này nó bị gãy thì phải chấp nhận anh chị ha. À, không thể nào mà nó hoàn hảo được như một con xe mới được. Quan trọng là máy gầm ok, đăng kiểm còn là ngon lành rồi nè. Đây mang những cái này bị gãy thì mình dán lại bình thường anh chị ha. Đây là cánh cửa tài nè chị, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất đó, sạch sẽ, 4 tấp bi nảy sinh theo xe vẫn còn. Nội thất con xe này thì anh chị khỏi suy nghĩ luôn đi, em lấy bao đẹp luôn. Đây vậy thôi, ghế bọng là còn đầy đủ hết anh chị ha, còn 7 ghế hết. Đây nội thất là mấy ken spen luôn mà chỉ có 58 triệu đồng thôi, là một sự lựa chọn cho anh chị sở hữu chiếc xe này. Rồi, bước vào hệ thống bên trên con xe này thì xe số sàn anh chị ha, hoạt động là hai cầu thôi anh chị ha, cầu nhanh cầu chậm ha. Đây vẫn còn hoạt động bình thường. Máy móc thì dòng này máy hải dầu thì anh chị chạy thì mình phải xong ha, tắt chìa khóa mình xong. Con này máy dầu mà nhưng con xe này chạy là chạy nó rất là chất nha cô chú anh chị. Đó, rất là chất, tiếng máy nổ rất là uy lực, máy dầu, tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con này đều trừng bọng rất đẹp luôn. Nói chung con xe này dàn nội thất thì anh chị không thể gì mà chê được nha cô chú và anh chị, rất đẹp luôn. Đó, kính kiết đồ đặc vật rất là trân châu vậy thôi. Ok chưa quý anh chị? À, với một số tiền chỉ có 58 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho anh chị ha. Đây em quay cái máy cho anh chị xem ha, máy dầu nổ rất tanh. Con xe này anh chị chạy mà không sướng, không lấy tiền nha anh chị nha. Đây máy móc này vậy thôi, khô ráo sạch sẽ. Ok chưa anh chị? Đấy, máy dầu nổ rất tanh anh chị, có lành cả đào chưa? Đó, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Với một số tiền phiên bản 2 cầu đủ. Đây, đăng kiểm thì còn tới cuối tháng 4 năm 2024. Xe này thì đăng kiểm 6 tháng một lần, đồng sơn xi nội thất, chiếc xe này thì không thể gì bằng cãi được, rất sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn. Bốn cái vỏ của em nó còn khá là dày nha chị nha, bốn vỏ phải được như là 80%, 85%. Đây trục cầu của em nó còn luôn, lắp liếc còn hết nha anh chị. Nè anh chị thôi, đây qua cho chị xem. Đây ok chưa quý anh chị, gầm bệ con xe này thì anh chị khỏi phải suy nghĩ luôn, gầm bệ rất đẹp nha. Đây gầm nè, sắc xi sắc thiết đồ ngon lành cành đào. Đấy, rất đẹp trong một cuộc tình luôn. Đó, với một số tiền chỉ có 58 triệu đồng thôi, anh chị nào nhanh tay alo cho em qua số điện thoại đó là 0798 22220 để sở hữu ngay chiếc xe Muso xăng dông sản xuất năm 1997, đăng ký 7 chỗ ngồi, không hết niên hạn, máy dầu nha quý anh, nha cô chú và anh chị. Đây nội thất thì nước sơn đồng sơn xi rất là ngon lành cành đào. Con xe này cam kết với anh chị luôn, chạy không sướng, không lấy tiền nha cô chú anh chị. À, chiếc xe này thì xuất thân là từ một chủ ở gara ở Củ Chi nha, nha cô chú anh chị. Chiếc xe này là của chủ gara, ở gara đây, nên tại vì chủ là thợ máy, gara là họ dọn rất là kỹ vậy thôi. Cấp kiết ngon lành cành đào chưa? Ok chú anh chị, à, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Ghế bọc rất ok, quý anh chị nào thiện chí con xe này lấy về đi hàng, đi hóa, đi lặt vặt cũng ngon lành cành đào ha. Đó, anh chị nào yêu quý chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0798 22220 để mình hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Giờ đi Đồng Tháp luôn hả? Đồng Tháp hả? Xe cái xe này bán khắp ở Bến Tre mà. Đó, giờ chiếc xe này là mấy anh em mà chuẩn bị tiến hành bàn giao về lại cho một vị khách ở Đồng Tháp nha anh chị. Đây, đây là tài xế Bình Dương sẽ áp tải chiếc xe này trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, cũng thay mặt tất cả các anh em chúc cho quý khách đi tốt, dùng bền. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.